Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, có nhà vị nhờ con hỏi dùm. Kính bạch sư phụ, hỏi học tất cả Phật tánh đều đầy đủ, các pháp khi kiến tánh thì đầy đủ, mà tại sao ngài Lục Tổ Huệ Năng khi kiến tánh thì viết không được bài kệ, phải nhờ chúng viết dùm? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhờ sư phụ. Cái chân tánh đó là cái ngộ á, cái ngộ á thì bằng với Phật, cái bằng đẳng giác đó. Còn cái dụng á thì còn xa lắm. Thập Địa Bồ Tát ngộ tới đẳng giác, với phàm phu cũng ngộ tới đẳng giác, nhưng mà Thập Địa Bồ Tát đó tập khi thế gian đã sạch hết, tập khi xuất thế gian chỉ có còn dứt là di tế. Còn phàm phu á, chân tánh, cái ngộ cũng đến tới đẳng giác, nhưng mà cái tập khi thế gian vẫn còn, đừng có nói tới mà xuất thế gian. Thì á, cái dụng đó so với Thập Địa Bồ Tát còn xa quá. Là tại bị cái tập khí đó chứng ngại. Khi nào mà cái tập khí thế gian dứt sạch hết rồi, tập khí xuất thế gian cũng dứt sạch hết, môi bằng được. Lục tổ á, mặc vào là chán tánh, nhưng mà cái tập khí vẫn còn. Đừng có nói là tập khí xuất thế gian, tập khí thế gian vẫn còn nữa. Có người á, chân tánh á, tại tập khí thế gian á, còn nguyên á, chân tánh cũng chưa có thần thông nữa. Nhưng mà độc tổ á, thì chân tánh rồi là có thần thông. Tức là đã bước được cái tập khí phần nào rồi, thì cái sức của tự tánh nó hiện lên á, để dùng nó. Bây giờ á, Phật tử tham thiền đó cũng có người đó hiện lực chút đỉnh để dùng á. Nhưng mà muốn dùng hết á thì phải hết cái tập khí thế gian và hết cái tập khí xuất thế gian. Cái tập khí thế gian đó gọi là mê thức tư tướng. Cái tập khí xuất thế gian đó gọi là mê chi tư tướng. Cái tư tướng mê chi đó ở trong kinh Viên Giác, nên là tôi có dịch mà ở cái cuốn kinh Kim Cang á, nói hai thứ tư tướng đó, mê thức tư tướng của phàm phu và mê chi tư tướng của bậc thánh. Bậc thánh chứng quả rồi, tại á cái tập khí xuất thế gian vẫn còn, cho nên còn gọi là mê chi. Ở trong kinh Viên Giác có giải thích. Thì tôi cũng lấy trong kinh Viên Giác để mà giải thích, mà ở trong kinh Kim Cang đó, cái tư tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đó. Còn kinh Viên Giác á thì cái thọ giả tướng gọi là thọ mạng tướng.